Ai ăn cà ri không? Cà ri ngon, cà ri dịch đây. Mời cả nhà ăn cà ri của gia đình mình nha. Công thức làm cà ri thế nào, mời cả nhà vào bếp cùng với mình. Quá hấp dẫn là quá ngon luôn, tuyệt vời luôn. Bây giờ nó sôi thì mình sẽ tắt lửa. Đây cà ri dịch nha, nấu cà ri dịch là cà ri làm sạch và rửa sạch hết trơn rồi nè. Đó, muối, giấm, gừng, rượu cho sạch sẽ. Giờ mình ướp vào trong này nha. Và cho một muỗng muối. Cho vô một muỗng bột nêm gà. Một ít bột ngọt. Cho vô một muỗng đường. Đó, mình cho vô muỗng tỏi nè. Rồi mình cho hành gừng xay vô. Đó, hành gừng xay vô đây. Mình sẽ cho vào một ít cà ri bột nè để mình ướp. Cho vô hai muỗng trước đi. Thì mình sẽ xào thêm cái gia vị ngoài. Đó. Rồi bây giờ mình mang bao tay này mình trộn đều lên. Hôm nay mình nấu cà ri dịch nha. Lúc trước mình có chia sẻ là cà ri gà, nấu cà ri dịch. Đó, mình trộn đều lên, mình để tủ lạnh cho nó thấm. Chiều đi làm về mình mới xào nó. Ok, mình đã trộn xong rồi nè. Đó. Bây giờ mình để đây. Cà ri dịch ăn rất là ngon. Bây giờ mình để đây, mình đậy lại cho nó chín rồi đem về bỏ vào tủ lạnh. Mình cất đó rồi cho nó thấm vô, gia vị nó thấm vô trong. Chiều mình mới xào đại hành gừng với sả, rồi mình cho cà ri vô mình xào, rồi mình mới cho cái vô trong cái nồi cà ri này, cà ri dịch này. Xin chào cả nhà nha, rồi mình sẽ hẹn lại cả nhà vào buổi chiều để mình nó đầy xong là cả nhà đó, đầy xong rồi đó. Bây giờ mình đem mình cất vô tủ lạnh nha. Đây đó, chiều mình tính gọt ra, gọt vỏ xong rồi này, sát cũng cục rồi. Giờ cái mình để cho nó ráo, cái mình chiên. Đó, cắt cái bả lớn thôi, lớn vỏ tùy theo mình nha. Giờ mình cắt vậy đó. Đây nè, có hành nè, sả nè, tỏi, sả cây, đập dập, sắc khúc để đó. Sau lát mình xào trong cái nồi cà ri. Đây mình có thêm bột cà ri nè, hạt điều màu nữa nè. Đó, sả rồi mình để sẵn ở đây, tỏi, hành để đây. Giờ mình đem đi xào nha. Chào buổi sáng nha. Ngày thứ hai nè. Ngày 22 tháng 5 2023 nè. Sáng sớm mình trước khi làm mình nấu cà ri dịch. Đó, đây cà ri dịch nè. Của mình đã ướp sẵn tối hôm qua rồi nè. Đó, mình ướp hành, gừng, tỏi, bột cà ri, đường, muối, bột nêm. Ở đây là khoai lang của mình cũng đã gọt sẵn, mình ngâm muối rồi cho không bị đen để ráo. Đây, trước khi mình xào thì mình sẽ có là hành nè, tỏi, sả, đó, có sữa tươi, hạt điều màu, bột cà ri, nước dừa, dầu. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu làm. Ở bên đây mình có cái chảo dầu này. Bây giờ mình sẽ cho khoai lang và mình chiên. Chiên cho sơ cho nó khỏi bị bể đó, khi mình nấu nó không bị bể. Đó, mình bỏ vô mình chiên. Mình cứ bỏ hết vô mình chiên giống như mình xào vậy đó, không cần phải chiên từng củ. Đó, tiếp tục mình bỏ hết vô nha.
Hút bằng tay cho nó lẹ, gấp cũng hơi lâu. Mình mở vô khoa lang nhiều ít là tùy theo mình nha cả nhà. Mình mở vô cái mình dùng cái này nè, rồi cái mình đảo mình xào qua xào lại cho nó chín cái phần ở dưới bên trên. Cái dầu nữa hồi để mình sử dụng để mình xào vịt cũng được nữa đó. Mình để ra mình chiên nha cho nó hơi vàng chút. Để trong lúc mình để khoai lang mình chiên á, thì bên đây mình có một cái nồi nè cả nhà. Đó, mình cho chút xíu tỏi cái hành vô xào cho nó hơi vàng, mình đổ vịt vô mình xào, đổ vịt vô mình xào nha, xào cho nó săn con vịt lại. Vịt của mình này giờ mình sẽ khiên mình đổ vô nha. Đây vịt của mình đã đổ vô mọi người nè, tại vì mình dùng có một tay phải dùng hai tay, cái thao nó hơi nặng, bỏ vô mình xào xào cho vịt nó săn lại. Đây là cái công thức của gia đình mình nha cả nhà. Đó, mình để ra mình xào cho lửa nó săn lại. Tiếp tục mình qua mình đảo cái khoai lang nè. Đó, mình cứ đảo vậy đó, nó hơi vàng chút xíu mình vớt ra. Mình thấy là nó đã áo một cái lớp dầu bên ngoài là cũng ok rồi. Giờ mình tắt lửa để mình vớt ra nha. Khoai của mình vớt hết ra ngoài luôn, chỉ để chín sơ cho mình công cờ nó chín nhiều. Mình lấy mình bỏ vô là mình hầm lại cho nó ra nước ngọt. Đây khoai lang của mình đã chiên xong nè cả nhà, mình để đây. Bây giờ mình để ở ngoài đây cho nó ráo. Trong lúc đó mình đang xào vịt, bây giờ mình sẽ đi xào cái cờ cà ri với hành để mình đổ trong cái nồi vịt đó. Cái nồi vịt của mình nè, mình xào nãy giờ cũng hơi săn rồi đó. Mình cứ bỏ vô mình xào, khi nào nó săn hết lại thì mới được nha. Đó, mình cứ để đây mà nấu ngoài trời không có sao, thành ra nó bay mùi thơm ra được, mình không có nấu trong nhà. Ở Mỹ nấu trong nhà là nó bay tới trên lầu luôn đó, nó nấu ngoài đường ngoài sân ha. Ở đây có cái chảo hồi nãy mình chiên khoai lang nè, bây giờ mình sẽ cho hết nè hành, gừng, tỏi, chi sả vào bên trong để mình xào cho nó vàng. Mình xào cho nó vàng rồi mình mới cho hạt điều màu với bột cà ri vô trong này. Đây là cái sả của mình nè, đó mình xào cho nó phải cho nó vàng nha cả nhà, để nó vàng thì nó mới thơm, vô cái nồi cà ri nó mới hấp dẫn đó. Để đây mình tiếp tục mình xào. Trong thời gian xào sả bên kia đó, mình canh cái nồi vịt bên này nè đó, mình cũng xào cho nó săn lại. Bây giờ thịt nó hơi săn lại từ từ rồi đó, đó nó săn lại nó mới ngon nha. Đó, thơm mùi cà ri quá chừng. Mà cà ri mình ướp trong gà, trong vịt này nè, thì mình ướp rất là ít. Mình sẽ xào bên ngoài mình đổ vô thì nó sẽ có một cái mùi vị thơm đặc trưng và đặc biệt hơn nữa. Đây sả của mình cũng sắp vàng rồi cả nhà. Sả, gừng, hành, tỏi nè. Đó, sắp vàng rồi. Ok, bây giờ sả, hành, gừng đã vàng rồi. Mình sẽ cho bột cà ri vào trước nha. Đó, mình sẽ cho vào đây 3 muỗng bột cà ri nha. Tại mình ướp cà ri kia chút xíu rồi. Mình sẽ xào nó cho nó thơm. Đó, mình sẽ cho thêm một chút xíu mà điều màu. Nếu mình hạt điều màu bột hoặc nước cũng được, mình sẽ cho nước. Trong này đó, nó rất là đậm đà luôn. Giờ thấy nó thơm tức không? Đó, như vậy đó thì mình xào như vậy đó thì nó sẽ thơm. Đặc trưng mình xào riêng như vậy đó thì nó rất là thơm luôn. Đó, bây giờ một cái nó thơm rồi, mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ đổ vào trong cái nồi vịt này. Đó nè, thấy thơm, cái nhà thấy màu đẹp không? Thơm phức luôn, trong này nó có đủ gia vị trong này hết á, của bột cà ri.
Đây cái thịt vịt của mình bây giờ nó săn hết trơn lại rồi này. Đó, giờ nó ngon quá chừng. Mình sẽ đổ cái bột cái dầu cà ri vào đây nha. Mình sẽ đổ hết vào trong này. Đó, nghe tiếng xào 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 không? Đó, rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho nó đều lại. Đây, mình sẽ trộn lên. Đây, nó đều rồi đây. Thì nó thơm ngon lắm. Đó. Nhìn cái nồi cà ri rất là hấp dẫn ha cả nhà. Viết này rất là đơn giản luôn. Sau đó bây giờ mình sẽ cho một ít nước sữa tươi vào trong này. Đây là sữa tươi mình chán cái thao vịt hồi nãy nè, mình sẽ cho vào đây. Nếu có người muốn pha nước cũng được, mình sẽ dùng nước dừa tươi và với lại nước dừa thôi. Nước cốt dừa mình nấu cà ri thì nó mới ngon. Đó, nhà thấy không? Cái màu cà ri này giờ nó hấp dẫn không? Phải qua hấp dẫn không cả nhà? Đó, chưa có gì hết mà cái màu rất là đẹp luôn. Tuyệt vời chưa? Quá ngon luôn. Đây là cái cách của nhà mình nấu nó thơm phức nè, mà ngon nó đậm đà. Giờ mình để nó cho nó sôi với lại lửa nhỏ cho nó mềm. Đây cái nồi cà ri của mình nó sắp sôi cả nhà, giờ nó có bọt, mình sẽ hết bọt nha. Đó, nhìn hấp dẫn cho thơm quá chừng thơm luôn. Sẽ hết cái bọt này như này. Thật ra cái bọt là cũng là bọt cà ri thôi. Mà thôi mà kệ, mình hớt ra đi. Hớt ra mình bỏ bớt đó. Đó, thấy cái màu ở trong không? Đẹp không cả nhà? Đẹp quá chừng đẹp luôn. Đó, cái nồi cà ri mình đã hớt bọt ra nè. Mình hớt được một tô nè. Như đây thôi. Đây, cái này là cái bột cà ri, không có sao. Bây giờ mình sẽ cho cái khoai lang vào trong này. Mình hầm luôn. Tại cái vịt này nó mau mềm lắm. Đây cái khoai lang đây, bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi nè. Đó, cho nó củi vào trong nồi để mình hầm cho nó mềm. Đó, mình cứ lấy từng cục bự, cho khoai lang vào trong. Sẽ cho hết khoai lang vào luôn nha. Khoai lang mình cho hết vào trong nồi cả nhà. Đó, thấy cái nồi cà ri hấp dẫn quá chừng luôn. Ngon tuyệt vời luôn nữa. Thịt vịt nè, khoai lang nè, cà ri nè, hành, tỏi, gừng nè, hạt điều nè. Đó, nó thơm phức lừng lẫy luôn. Thấy cái nồi cà ri nhìn quá hấp dẫn luôn. Ngon quá. Cái nồi cà ri của mình nãy mình hầm khoảng 15 phút rồi nè. Bây giờ cái thịt vịt đó thì mình đã mềm rồi. Mình thấy thịt vịt nó đã mềm rồi nè. Đó, khoai lang thì có củ nó cứ chịu chín, mình sẽ hầm thêm ở đây. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nêm vào trong nồi vậy. Là đường, muối, bột nêm. Đây mình sẽ nêm theo khẩu vị của gia đình nha cả nhà. Đây mình xài muối hồng không à. Bột nêm với lại đường cho vô. Đó. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Rồi mình nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình nha. Một nồi cà ri rất là ngon. Chúc cả nhà có được món cà ri vịt nè, hoặc là cà ri gà ăn với bánh mì, hoặc là bún. Cũng quá ngon tuyệt vời. Đó, nhìn hấp dẫn chưa. Mình đã chưa cho nước chịu dừa nữa nha. Một cái nồi vịt nè. Đó, khoai lang có đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ để đây mình hầm tiếp trong vòng 10 phút nữa cho khoai nó hơi mềm, rồi sẽ cho nước dừa vào. Rồi nêm nếm lại là mình đã xong một cái nồi cà ri. Đây mình đã hầm thêm 10 phút nữa là tổng cộng là 30 phút. Thật ra bây giờ là cái cà ri này, khoai lang của mình cũng đã hơi mềm rồi. Mình không cần để khoai lang cho nó mềm nha cả nhà, tại mình còn phải hầm lại nữa. Đó, vịt của mình nó chín rồi. Bây giờ cuối cùng mình sẽ cho 2 lon nước dừa vào. Nhà đây mình dùng nước dừa sa vôi nè. Nếu mình có nước dừa tươi thì tốt. Nước dừa này nó béo lắm. Mình sẽ đổ vào trong cái nồi. Đó.
Đây mình sẽ đổ thêm một lon thứ hai nữa, đổ vào bên trong đó cho nó béo, thật béo luôn. Bảo đảm sẽ ngon hơn bên ngoài người ta bán nhiều. Đó, xong rồi bây giờ mình sẽ trộn lên nè. Đó, nhà thấy không? Hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn, một cái nồi cà ri nè. Luộc bún lên ăn. Ăn cà ri bún hay cà ri bánh mì hay với cơm cũng ngon. Bây giờ nhìn cái nồi cà ri này quá hấp dẫn luôn mọi người ơi, mọi người ơi. Đây, cái nồi cà ri vịt của mình đã xong, hoàn tất là cả nhà mình đã nêm nếm xong với khẩu vị gia đình. Cái nồi cà ri của mình đã hoàn tất xong rồi. Bây giờ rất là ngon, đào khoai mềm dừa, thịt vịt cũng vừa mềm. Đó, cái màu rất là đẹp. Mình ăn sẽ vớt cái mỡ mình bỏ ra, cái dầu mình bỏ ra. Bây giờ mình chúc cả nhà có món cà ri ngon cùng gia đình mình nha. Mình đã xong rồi cà ri. Bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới. Nếu cả nhà, các bạn, ông bà, anh chị của các em thích, yêu thích, xin đăng ký kênh của mình nha, để mình và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để mình sẽ ra những video mới cho cả nhà xem những công thức của gia đình mình làm, hoặc là những gì mình ăn gì, làm gì trong cuộc sống của Mỹ ở đây. Mình xin chào nha, hẹn gặp lại, bye bye. Nồi cà ri quá hấp dẫn phải không cả nhà? Đó, quá hấp dẫn, ngon quá, tuyệt vời, tuyệt cú mèo luôn, ngon quá chừng ngon luôn. Ai ăn cà ri không? Cà ri bánh mì, cà ri bún đây. Ngon quá chừng cà ri bánh mì. Ai ăn cà ri không? Cà ri ngon, cà ri vịt đây. Mời cả nhà ăn cà ri của gia đình mình nha. Công thức làm cà ri thế nào? Mời cả nhà vào bếp cùng với mình. Quá hấp dẫn rồi, quá ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Bây giờ nó sôi, mình sẽ tắt lửa.